bây giờ không mất thời gian của tất cả quý vị nữa, chúng ta sẽ đến với phần thi diễn đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về sân khấu, chào đón một phần trình diễn vô cùng hấp dẫn đến từ người đẹp Nam Cha cùng với dancer Minh Anh. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh rất yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Lắng nghe tiếng đêm nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ngủ đời em vắng lành và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm. Nến trong bóng đêm soi vào tim em những sao xuyến đang ngủ quên. Đừng xa em đêm nay khu phố quen đang ngủ say. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Lắng nghe tiếng đêm nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ngủ yên đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm. Trong bóng đêm soi vào tim em những sao xuyến đã ngủ quên. Đừng xa em đêm nay khu phố quen đang ngủ say. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay. Anh ơi ở lại.
và vừa rồi là phần trình diễn của người đẹp Nam Trà. Xin mời dancer trở lại sân khấu luôn ạ. Ngồi dĩ đi má. Rồi, ok. Cảm ơn dancer rất là nhiều. Và một chàng, một cái lời chào với tất cả quý vị đi ạ. Rồi, ngay bây giờ chắc có lẽ là thôi Suri nhận xét thật nhanh về phần thi diễn vừa rồi của Nam Trà. Em nhớ là tập là một nam một nữ mà sao giờ như hai người đàn ông nhảy sân khấu rồi mệt quá bây giờ có cái lời nào muốn nói với tất cả quý vị qua một tuần tập luyện không nè? Thật sự là chỉ biết đứng thở thôi quý vị, rất mệt nha quý vị. Đó tới giờ thật sự luôn, em nhảy là chùm sai bài sai tông luôn. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu nhảy, hồi chiều mới mua đôi dép quốc đây sport 400 gửi nè, make up 500 gửi. Thật sự bữa nay mà quý vị không vote cho em nha, em giận đó. Lần sau em nhảy nữa đó. Không, chị lộ ơi. Em hỏi này xíu nha. Tại okay. vì cái bài của em dựng á là không có cái đoạn mà bóp bóp người của dancer nam á. Vậy em có bị em trừ điểm được không? Được cưng. Vậy cái phần đó là phần sáng tạo của riêng em. À, sáng tạo của diễn viên nên cộng điểm cưng nha. Nhưng mà đụng chạm vô cơ thể của dancer em là em không chịu. À vậy hả? Ủa, cưng không được đụng chạm cưng ganh hả? Vô quý vị, người ta sáng tạo là cộng điểm mới đúng chứ. Vô dancer ta không ý kiến tự nhiên chết ý kiến là sao má? Rồi bà có phải làm giám khảo không mà sao bà giặt tôi? Bây giờ tôi chấm một điểm luôn nè. Rồi giờ bà làm sao? Thôi cho điểm đi. Rồi xin mời Suri. Rồi ngay bây giờ cho điểm đi cưng. Thang điểm là chín. Cái gì không chín vậy má? Thang điểm 100 má cho không chín là sao? 90 quý vị. Yeah, thank you. Cảm ơn Suri. Thank you. Rồi cảm ơn Nam Trà nha. Rồi kính thưa quý vị, phần vừa rồi là phần thi diễn của Nam Trà và chúng ta sẽ đến với vòng loại Loto tiếp theo trước khi đến với phần trình diễn tiếp theo quý vị nha. Ngay bây giờ vài vé chót từ người đẹp ẩn ẩn, ai chưa có vé giơ tay giùm em quý vị ơi.